Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của RD Trần Hiệu. Và hôm nay chúng ta tiếp tục cái series bài tắc ruột. Và chúng ta nói đến một cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh, đó là CT scan. Và chúng ta cũng lần lượt nghiên cứu, thứ nhất là giá trị, hai là phương pháp, các tổn thương và các sai lầm trong khi chúng ta đọc phim CT. Trước khi đi sâu vào bài, tôi lại phải nhắc lại những cái khái niệm mà rất nhiều người lầm tưởng, và khi các bạn search trên Google thì cũng ra những cái thuật ngữ mà người ta viết trên đó có thể là không chính xác, ví dụ như là chụp CT scan hoặc là chụp CT scanner đó. Thế thì chúng ta phải hiểu như nào là đúng nghĩa. CT có nghĩa là computed tomography, scan có hai cái kiểu nghĩa, thứ nhất là động từ thì có nghĩa là chụp. Đấy. Còn nếu là danh từ thì có nghĩa là hình ảnh tổn thương. Thế thì nếu chúng ta đã nói chụp CT thì thôi chụp CT scan đi, đừng thêm từ scan vào nữa, thừa nghĩa, chỉ cần chụp CT thôi. Và cộng thêm một cái cơ quan phía sau với chụp CT ổ bụng hoặc chụp CT lồng ngực. Nếu chúng ta dùng với nghĩa là danh từ CT scan ổ bụng thì có nghĩa là hình ảnh CT của ổ bụng. Còn scanner tức là một cái hệ thống máy để chụp CT. Đó, rất rõ ràng nhá. Trên này là hình ảnh, còn dưới này là máy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào đánh giá. Thứ nhất là về giá trị của CT scan. Thế thì theo nghiên cứu cộng gộp mới nhất thì người ta cho là cái CT scan này có giá trị về độ đặc nhạy, độ đặc hiệu và độ nhạy rất cao, 91-89%. Đấy. Và hơn hẳn siêu âm cùng với là cái quang ổ bụng. Về mặt nào đó thì siêu âm ổ bụng cho chúng ta nhìn rõ được đấy, tất cả các chiều và nhu động ruột, sự chuyển động trực tiếp chúng ta nhìn được. Còn chụp CT scan thì chúng ta không nhìn được. Tại sao nó có độ nhạy và độ đặc hiệu và giá trị cao như vậy? Thứ nhất là nó cho chúng ta đầy đủ những hình ảnh về tắc ruột. Và nó tái tạo hình ảnh không gian 3 chiều để chúng ta thấy được các cơ quan, được vị trí nó sắp xếp không gian như nào. Thế ví dụ ở trên cái hình ảnh này, chúng ta nhìn rõ ở đây là đại tràng, và nhìn rõ ở đây là ruột non. Đây là tắc ruột non rồi. Và cho chúng ta được những cái hình ảnh giá trị về xương, về khí tự do và những cái tính chất, những cái đặc điểm của cái tổn thương dịch hay khí đâu, nằm trong cổ bụng, nằm trong ruột hay là ở ngoài ruột. Và cho chúng ta đánh giá được cái hệ thống mạch máu nuôi ruột cũng như nuôi tạng, và dựng hình được nó, chúng ta nhìn được rõ tổn thương của mạch máu có hay không. Từ đó cho chúng ta có cái chẩn đoán về mặt nguyên nhân tắc ruột, loại tắc ruột, vị trí tắc ruột, và cho chúng ta những chẩn đoán phân biệt. Và từ đó giúp cho chúng ta định hướng, tiên lượng được bệnh và định hướng quyết định trong phẫu thuật. Tuy nhiên, mặc dù vậy nó cũng có những cái hạn chế nhất định. Thứ nhất là phơi nhiễm với tia X. Phơi nhiễm với tia X của CT thì chắc chắn là hơn nhiều lần so với X quang rồi. Do đó những cái bệnh nhân mang thai thì không dùng được. Đấy, trừ những trường hợp bắt buộc phải dùng. Tiếp theo là giá thành chắc chắn là cao hơn. Giá thành như thế nào thì tất cả các bạn cũng biết rồi, nhất là những người đã từng làm ở những cái lĩnh vực thanh toán hoặc là bệnh nhân đã đi chụp thì đã biết. Và yêu cầu phải có dụng cụ đấy, và phải nhân viên và kỹ thuật viên phải có tay nghề, biết cách chụp, biết cách đọc. Do đó cái phương pháp này không phải là một cái phương pháp ở bên giường bệnh chúng ta có thể làm được. Ví dụ như X quang, ví dụ như siêu âm, chúng ta có thể kéo cạnh giường bệnh chúng ta làm ngay cho bệnh nhân được.
Đấy, nhưng với phương pháp này thì không. Do đó những cái bệnh nhân đang sốc mà chúng ta chưa ổn định được bệnh nhân thì chúng ta không thể mang đi chụp CT được. Và rõ ràng đây là một cái phương pháp không có giá trị đối với những cái người người ta không được huấn luyện, người ta không biết đọc, và ở tuyến dưới thì chắc chắn là không có giá trị vì người ta không đọc bao giờ. Nói là độ nhạy, độ đặc hiệu cao, nói là cái phương pháp này vô giá trị, nó là tùy thuộc vào con người. Khi chúng ta có một máy móc tốt nhưng chúng ta không biết sử dụng thì dù nó có tốt mấy thì chúng ta vẫn không có kết quả tốt được. Tiếp theo chúng ta nói về mặt phương pháp. Thì đây, khi nếu chúng ta chụp bụng thì các bạn nhớ dặn mình nhận đưa tay lên như thế này. Còn trừ trường hợp không đưa được tay thì chúng ta phải chấp nhận. Thế thì chúng ta sẽ chụp, tốt nhất là nên chụp phim đa dãy, mà tốt nhất là trên 64 dãy trở lên. Thứ nhất là về mặt thời gian chúng tiết kiệm. Thứ hai nữa, chụp càng chi tiết thì dựng hình ảnh càng nét, chúng ta đọc được càng nhiều tổn thương, càng rõ, càng chi tiết. Cái nữa là chúng ta có nên dùng thuốc cản quang hay không? Tại vì các bạn nhìn thấy có chỗ thì chụp có thuốc cản quang, có chỗ thì không, nên rất là phân vân. Thì nếu như chỉ là để chẩn đoán xem là có tắc hay không tắc, hay ruột có giãn hay không, có mức nước, mức khí không, thì không cần chụp có thuốc cản quang làm cái gì. Đấy. Mà nếu như chúng ta muốn đánh giá về mặt nguyên nhân, về mặt tiên lượng, về mặt chẩn đoán, thì tốt nhất là chúng ta nên là cho chụp có thuốc cản quang, trừ những trường hợp mà có dị ứng nặng với thuốc cản quang thì chúng ta không chụp. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những cái tổn thương mà chúng ta có thể thấy được của tắc ruột trên phim CT. Thứ nhất là chúng ta cũng nhìn thấy được mức khí, mức dịch. Và đương nhiên là đây chúng ta nhìn rõ được vị trí quai ruột xẹp. Nếu chúng ta nhìn không rõ trên một cái lát cắt như này thì chúng ta phải tiếp tục chúng ta nhìn đi theo tất cả các lát cắt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, để chúng ta tìm được vị trí quai ruột xẹp. Từ vị trí quai ruột xẹp thì chúng ta tìm theo đó, để chúng ta suy luận ra cái nguyên nhân của tắc ruột. Và trên CT, ví dụ như là ở đây thì khả năng là do dây chằng. Còn như ở đây thì phim CT cũng chỉ cho chúng ta được các nguyên nhân tắc ruột là do thoát vị. Nhìn rất rõ ràng. Tiếp theo là chúng ta có thể thấy được rõ là ruột giãn. Và chúng ta đo được đường kính. Và bên cạnh của mỗi một cái hình ảnh này sẽ có một cái thước đo. Chúng ta căn cứ vào chúng ta được đường kính và cỡ trên 2,5 cm thì chúng ta coi như là ruột giãn và thành ruột dày. Cứ trên 3 mm thì chúng ta coi là thành ruột dày. Và ở đây gì? Thành ruột dày còn tăng bắt thuốc cản quang. Tiếp theo, cái tổn thương mà chúng ta có thể nhìn thấy được đó là những cái dịch tự do ở trong ổ bụng giữa các quai ruột. Và một cái tổn thương nữa mà các bạn cũng ít nghe thấy, đó là dấu hiệu của hình ảnh phân trong ruột non. Nó tạo bởi gì? Giữa những cái chất đặc và khí hay pha trộn lẫn nhau, giống như hình phân ở trong đại tràng, thì người ta gọi là hình ảnh phân ở trong ruột non. Dấu hiệu này rất đặc hiệu đối với tắc ruột do bã thức ăn, thường là như thế này. Và các bạn nhìn thấy như thế này cộng với các hình ảnh mà tôi vừa nêu lên thì khả năng khả này là tắc ruột do bã thức ăn rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét, nghiên cứu và học tập những cái dấu hiệu đặc biệt, tổn thương đặc biệt. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy cái tổn thương phù của mạc treo, phù nề, mạc treo rất là to. Đấy, phù nề thành dày, ruột dày lên và mạc treo cũng dày lên, mạch máu dày lên.
tăng bắt hốt cản quang. Thứ hai là dấu hiệu lốc xoáy, chúng ta nhìn thấy đây, dấu hiệu lốc xoáy. Và tiếp theo là dấu hiệu hình chữ U và hình chữ C. Đây là hai dấu hiệu của tắc ruột quay đóng. Và tất cả những cái dấu hiệu này cho chúng ta thấy được là gì? Mạch máu đang bị nghẹt, đang bị xoắn, đang bị vặn, đang bị chèn, dẫn tới ứ máu làm cho mạch máu tổn thương. Ứ máu thành ruột làm cho ruột tổn thương. Và những cái tổn thương này cho chúng ta biết được là chúng ta phải đưa ra chỉ định mổ sớm cho bệnh nhân. Nếu không giải quyết thì ruột có khả năng hoại tử. Tiếp theo, dấu hiệu khí ở thành ruột, tức là bowel wall, và khí ở trong tĩnh mạch cửa. Hai cái dấu hiệu này cho thấy là thành ruột đã bị tổn thương và có khả năng đã thủng rồi. Đó. Và cái dấu hiệu này cho chúng ta biết được là khả năng bệnh nhân đã thủng ruột và gây ra viêm phúc mạc rồi. Chúng ta đã học được 11 cái tổn thương, và các bạn nếu như đã quên thì tiếp tục quay lại để chúng ta học tiếp, tôi đi tôi lại nhiều lần để các bạn nhớ trong đầu, có để chúng ta vận dụng ngay. Tiếp theo chúng ta nói về những cái sai lầm trong khi chúng ta chẩn đoán. Thứ nhất là về chẩn đoán sót, tức là có tắc ruột nhưng chúng ta không chẩn đoán ra, và do những cái tổn thương không điển hình, ví dụ chúng ta không thấy được mức khí mức dịch, hoặc là chúng ta không tìm thấy được cái quai ruột xẹp ở phía sau của cái chỗ điểm tắc. Thế thì thứ nhất là trường hợp bệnh nhân đến sớm, hoặc là những bệnh nhân trong giai đoạn đã thoái lui của bệnh, ví dụ như là bệnh nhân đến viện với chúng ta là ngày thứ 7, thứ 8 rồi, và những cái ngày trước bệnh nhân rõ ràng có đau bụng, có bi trung đại tiện 3-4 ngày, nhưng sau đó bây giờ đến với chúng ta bệnh nhân đã trung tiện được, tuy nhiên bệnh nhân vẫn còn đau bụng. Hoặc là bán tắc ruột cũng như vậy, bệnh nhân cứ gì đau bụng từng cơn, nhưng sau đó bệnh nhân trung tiện được thì bệnh nhân lại thấy đỡ đau nhưng không hết hẳn. Hoặc là những trường hợp mà đã có thụt tháo phía dưới nữa, ví dụ bệnh nhân có tắc ruột non phía trên đấy, kèm theo bệnh nhân bị táo bón rất lâu ngày, trong đại tràng có rất nhiều phân này, và bây giờ bệnh nhân lại được thụt tháo bơm nước vào, bơm hơi vào nữa, thì đương nhiên là chúng ta thấy đại tràng giãn, chứa cả hơi, chứa cả dịch ở dưới, mà chúng ta không nhìn kỹ thì rất dễ dàng chúng ta kết luận là bệnh nhân không có tắc ruột. Và đặc biệt những trường hợp trước tôi đã nói rồi, đặc biệt khi đọc phim X-quang, những anh chàng mà lãng tử cầm phim nhìn qua qua một phán ngay, thì rõ ràng là không thể nào đọc được những trường hợp khó. Thế thì nếu đã khó như vậy thì làm ơn các bạn hãy quay lại xem cách làm của chúng ta đã đúng chưa, đã chụp phim có thuốc cản quang chưa, chụp đúng chưa đấy. Và làm ơn hãy liên hệ với người chụp phim đấy, nếu có bất thường gì thì chúng ta phải liên hệ ngay với người đọc phim và người chụp phim, thậm chí là chúng ta phải xuống trực tiếp nơi người ta chụp để xem trực tiếp trên máy như nào, hoặc là chúng ta phải kết hợp với lâm sàng, phải phối hợp với siêu âm thì chúng ta mới tìm ra được. Chúng ta mới nhìn mà chúng ta đã phán ngay thì rất dễ sai, và đã sai lầm đối với bệnh nhân thì chúng ta để sửa lại rất là khó. Tiếp theo tương tự như các slide bài trước tôi đã nói là chẩn đoán nhầm. Nhầm tức là thế nào? Bệnh nhân không có tắc ruột mà chúng ta chẩn đoán là tắc ruột. Thế thì nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân khách quan, tức là chúng ta cứ thấy là quai ruột giãn và thành ruột dày thì chúng ta nghĩ nó là tắc ruột. Các bệnh có thể gặp đó là viêm ruột đấy, các bạn có thể gặp là viêm ruột do nhiễm trùng nhiễm độc ăn uống, viêm ruột trong rối loạn tiêu hóa, hoặc là viêm ruột trong lupus ban đỏ, hoặc các bệnh tự miễn, các bệnh giãn đại tràng, hoặc là sau khi bệnh nhân đã uống thuốc tẩy rửa thụt tháo thì lúc đó ruột viêm phù nề và rất chứa rất nhiều
dịch ở trong đó cũng tăng nhu động, làm cho các bạn dễ dàng chẩn đoán là khả năng gan này tắc ruột rồi. Tiếp theo là cái nguyên nhân không biết. Cái nguyên nhân này thì ít gặp và chủ yếu là những cái người ta chưa được huấn luyện sâu về phim và người ta mới học đa khoa thôi, nhưng người ta được làm, bị làm ở những cái vị trí mà người ta nhìn thấy cái phim này thì người ta nhìn thấy ở chỗ này khả năng đây là giãn, khả năng đây là xẹp hơn, thì người ta nghĩ đây là khả năng là tắc ruột già rồi. Và đương nhiên nếu như lâm sàng không giỏi, đọc phim CT cũng không giỏi thì cái việc chẩn đoán nhầm là điều đương nhiên. Do đó cái anh thứ nhất thì cần phải xem lại lâm sàng và phối hợp cùng với siêu âm. Còn cái anh thứ hai thì rất là khổ, vừa phải xem lại lâm sàng, vừa phải học siêu âm, vừa phải học về đọc phim CT ổ bụng. Do đó cái việc các bạn nếu như xem xong cái video này rồi mà các bạn chưa nhớ thì làm ơn xem lại cả về những video lâm sàng tôi đã giới thiệu và cả về những video siêu âm và X quang ổ bụng để làm gì? Để cho bệnh nhân người ta có một cái chẩn đoán đúng, kịp thời để có thể điều trị thích đáng cho bệnh nhân, và để cho những cái người đồng nghiệp của chúng ta đỡ khổ khi chúng ta chẩn đoán nhầm và chẩn đoán sai. Bài hôm nay là đến đây là hết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những series tiếp theo.